Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023. Giải 7, các vé tận cùng mang số 8, 0, 7, 4, 8, 3, 5, 1. Giải 6, các vé tận cùng mang số 1, 0, 3, 2, 6, 9, 4, 9, 4. Giải 5, các vé tận cùng mang số 1072, 2589, 1620, 1450, 8125, 7411. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6956, 1055, 0805, 3323. Giải 3, các vé tận cùng mang số 20929, 26532, 57195, 21787, 86420, 48111. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 47795, 89010. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 14288. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 17375. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 12NC, 1NC, 2NC, 6NC, 8NC, 9NC.